Hôm nay bệnh viện của tôi khai trương, đã có rất nhiều bệnh nhân kỳ lạ đến. Chứng nghiện mạng dễ thôi, để giáo sư Dương điện xung. Bệnh công chúa đơn giản, tiêm phát là khỏi. Cái gì? Chứng trọc đầu chưa từng nghe qua, vào phẫu thuật mở sọ đi. Thông báo 1 giờ sáng đêm qua, bệnh nhân chứng trọc đầu điều trị thất bại, bất ngờ qua đời. Trời ơi, bệnh viện dừng kinh doanh, hại tôi tổn thất quá lớn, nhất định phải đổi bác sĩ, mời bác sĩ 5 sao. Ồ, thuộc tính cực phẩm này, không còn sợ các bệnh nhân có chứng bệnh lạ nữa.